cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4, hít thở, hít thở, hít thở. Giơ tay cao lên trời. Hey! Tay ra ngang bờ vai. Hey! Tay song song trước màn. Hey! Buông cả hai tay. Tiếp đi! Mạnh lên! Ngoài hàng lắm rồi! Nghỉ thôi! Mai máy tiếp! Vẫn sớm mà. Đã đủ 10.000 vòng đâu? Dẹp đi! Đã bảo ngoài lắm rồi! Người ta ngoài cho khỏe, cho dẻo, chứ không phải đi chết đâu mà ham. Thế ông đã dẻo dữ chưa? Tôi quá dẻo rồi. Mất tiền thì nhìn vào đây. Này thì dẻo dữ chưa nè. Mắt trở lên, mở to ra. Ai ốt đi mà. Goodbye bro. Cha này là bị hấp đấy. Tôi đã bảo ông đuổi bà cái lao ra khỏi xóm. Ông không nghe cơ. Ông vẫn chưa chữa hở van tim à? Tôi có người thấy gì đâu nhỉ? Mồm thơm mà. Úi dồi ôi, tôi này ông ngả nón rồi. Mồm thối thế. Em là cô gái nông thôn, em là cô gái nông thôn. Chèo, 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 chèo. Ô, kìa ai như cô Thắm, con bác bầu ở cha mới kìa. Chèo, 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 chèo. Ôi dồi ôi, con trang đã bỏ ra. Trời đất tôi, cái cao thế này đi làm sao được. Ôi, con với cả cái trần thì đau trắng rồi. Chào cô tìm ai? Bác là... Đây là nhà tôi. Tôi là chủ nhà ở đây. Vậy tôi đang tìm bác. Đấy. Tìm tôi. Nay tự nhiên có khái sinh đến tìm mình. Đích trị là ý trời. Ý trời, xuân trẻ xuân trẻ. Không biết là tôi có thể giúp gì cho người đẹp. Bác thì giúp được nhiều lắm đó ạ. Ui trời là bùm ba là bùm ba là bùm ơi ba là bùm ba là bùm. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hạ sang có hoa đào anh. Nhà có bao tiền vàng mang hết ra đây. Trông cỏ hoa mà lắm của phết nhỉ. Còn không? Lần sau không được gian dối nhá. Vì người gian dối sẽ gặp người dối gian. What? Thôi, tiếp đi đây. Chào nhé chàng trai trẻ. Bà là lúc ơi, ra mà xem, cái lao vô bị lắc lại. Ôi trời ơi. Dậy đi ông ơi. Lão bị làm sao thế? Răng bị cắm vào cổ họng xong ngất à? Tôi biết ngay mà. Ai bảo lười không ngoay. Ba rồi, xem lão ấy còn thở không? Ơ, xin cái đạo diễn là cái thằng nào ấy, kiểu gì khán giả nó cứ xích chém cái đoạn chít mỏ này. Nào đã chít được cái nào? Còn thở.
cái bà này còn thì bảo còn luôn đi. Cứ tạo sự kịch tính. Tôi đã tưởng sắp mất nhân viên. Thôi xong rồi, mất chết rồi, mất chết tiền rồi. Mất cái gì? Mất như nào? Bà hỏi làm gì? Có cao đấy, trách luôn, rách việc. Ai hốt mà? Đấy, thấy gái xinh là tớn lên. Mặt cười đê tiện như này cơ mà tự nguyện đưa tiền, chắc là sợ vợ biết là bầy đặt ngất. Sao bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá. Thôi ngất tiếp đi, ghét việc. Lần nữa, ông cứ đuổi bà ấy lão hay sao phải xong. Tôi không biết gì thật mà. Có ai không? Hả? Có ai ở nhà không? Tự nhiên tắc mũi thế nhỉ? À, khó thở quá. Đây rồi, em tìm anh mãi. Tìm tôi? Tôi vay mượn gì cô đâu mà tìm. À không, ý em là... Cô làm gì vậy? Sao chưa có tác dụng nhỉ? Cô bị trúng gió à? À, em không sao. Đã thế, tăng gấp đôi liều lượng. Cho mày đi Tây Trúc Thỉnh Kinh luôn. Không biết anh đang cảm thấy thế nào nhỉ? Trúng gió cấp độ 7 à? Gì chứ? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chết mày chưa? Hắc 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 nách hắc quay mày. Viêm cánh viêm kiếp sau ở nhà đi. Ra đường ra điếc, cất cái cánh lại. Thuốc cái nạn này. Biết nách hắc mạnh rồi. Thôi về đi. Ai hốt mà. Sáng này ra lú thật ý. Sao lại thế nhỉ? Mà biết gây là con gà cha. Gà mà không gây là con gà cầm. Các ông lại bắt đầu loằng ngoằng rồi đấy. Mọi hàng tí thì cầm. Giờ chưa? Cái ông đầu trêu đây. kia có phải thằng Huy không? Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Đúng đó rồi. Má, nó đi ô tô kìa. Không phải hoa mắt công à? Nó lấy tiền đâu để mua thế nhỉ? Hay là xe đi mượn? Hello everybody. Quần này nặng thế nhỉ? Nhìn cái mặt nó xị chua kìa. Gạt chứ, đuổi bà nó ra khỏi xóm. Đúng đây, để tôi. Úi giời, Huy đấy à. Dạ, đây, nhìn phong độ chứ nhớ. À, từ hồi tôi di chuyển map bằng 4 bánh, chỉ gước đi đường gặp mưa mà bị ướt thôi. Đấy, đi ô tô có khác, nói chuyện ngôn từ nó quý tộc hẳn. Mà kiếm ở đâu được lắm tiền thế? Âu, cũng là chỗ hàng xóm láng giềng. Bí mật sẽ được bật mí. Các ông, các bà ở đây đã vất vả nhiều rồi. Mọi người xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, phải không? Đúng, đúng. Mọi người có muốn tự do về tài chính không?
Cô muốn làm chủ kinh tế, đi shopping không cần ghi giá không? Cô muốn đi ô tô không? Cô? Tôi nghe nó hơi nhỏ. Cô? Vẫn nhỏ. Cô? Mọi người có tin tôi không? Tôi tin, tôi tin. Bước đầu tiên trong kinh doanh là phải huy động vốn. Nhà có bao nhiêu tiền của, về chuẩn bị rồi mang hết ra đây. Mang hết luôn à? Tôi sẽ giúp ông bà x5, x10, thậm chí x100 số tiền đó. Tin tôi chứ? Tôi tin. Phải đâu. Sắp được to rồi. Ôi trời ơi, hồi hộp thế nhở. Chăm sự nhà cậu. Tôi là tin cậu lắm đấy. Cả gia tài của tôi đấy. Đừng đợi tôi đấy nha. Ô chào, ông về đi. Ấy ấy, chú mất nhận. Tôi mà chơi thế thôi. Chứ tôi là tôi tin cậu nhất ở cái thói này. My yêu. Sứ mệnh của tôi ở đây là để giúp đỡ mọi người, giúp xóm mình trở thành xóm đại gia, đại gia hà, đại gia vâu, vân vân. Các bạn ở đây, mỗi người đều có một sức mạnh tiềm ẩn mà vũ trụ đã ban cho các bạn. Sức mạnh gì thế? Sức mạnh tiềm ẩn tôi vừa nói xong thay. Sao rồi tôi vẫn chưa thấy gì? Thì nó ẩn rồi sao mà thấy? Mọi người hãy nhìn đi. Cả giải ngân hà, cả lỗ đen vũ trụ, cả thiên thạch đang truyền năng lượng cho mọi người đây. Bảo sao tôi thấy chói mắt thế? Năng lượng chuyển mạnh quá nên nó vậy. Sao tôi chưa thấy gì? Chắc do thẻ của ông ít tiền quá nên năng lượng nó đến chậm. Tiền ít đừng đòi hít năng lượng thơm. Trời là phải cắn cả sổ đỏ đi để được hưởng cái năng lượng này đấy. Vợ tạm thời về ngoại ở đi, tôi cần nhà có việc gấp. Bà hỏi làm gì? Việc này bà không biết được đâu. Phải bán nhà tôi mới cảm nhận thấy năng lượng từ vũ trụ được. Nó lại là nét luôn. Tất cả mọi người ở đây đều có số mệnh là phải giàu. Phải giàu trông nó mới ngầu. Phải giàu mới làm con người ta có bầu. What? Phải giàu đầu mới không có gầu. Phải có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Đúng là người thành đạt quá khắc. Nói chuyện lý quá hay. Đúng quá hấp dẫn. Đúng vậy. Trong quá trình làm giàu sẽ có rất nhiều người ngăn cản các ông, các bà. Nhưng hãy cứ bỏ ngoài tai, đó là lời của những người tầm thường. Còn ở đây đều là những cá nhân xuất sắc, đặc biệt được vũ trụ tin tưởng. Hãy vững tin. Vững tin, vững tin, vững tin. Vững tin, vững tin, vững tin, vững tin, vững tin, vững tin, vững tin. Vững tin, 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 vững tin. Tôi tin bà. Cố lên. Tôi sẽ làm được. Tôi, Hà Trời, mục tiêu của tôi trong năm nay là 1 triệu đô la Mỹ từ các nguồn kinh doanh bất động sản, tham gia vào thị trường chứng khoán Mỹ và kinh doanh online. Tôi xứng đáng nhận được sự cổ vũ và tôn vinh từ các bạn. Tôi nhất định sẽ thành công vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp ngày đêm. Tôi sẽ nâng giá trị của bản thân lên gấp 100 lần. Tôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ chiến thắng và tôi xứng đáng có được niềm tin của mọi người. Tôi tin bạn. 1, 2, 3. Cúc bù. Tôi, đại tổ trưởng, mục tiêu cho năm nay của tôi là 1 triệu USD và các nguồn kinh doanh marketing online, mua 20% cổ phiếu từ Apple và kinh doanh bất động sản.
tôi xứng đáng nhận được sự cổ vũ và tôn vinh từ các bạn. Tôi nhất định sẽ thành công vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp ngày đêm. Tôi sẽ nâng cấp bản thân lên gấp 100 lần. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ chiến thắng và tôi xứng đáng nhận được niềm tin từ mọi người. Tôi tin bạn. 1, 2, 3. Cung cu. Tôi trung vẹn. Mục tiêu của tôi trong 6 tháng tới là 500.000 đô la Mỹ từ các nguồn kinh doanh online, tham gia vào thị trường cổ phiếu châu Âu và kinh doanh marketing online. Tôi xứng đáng có được sự cổ vũ và tôn vinh từ các bạn. Wow. Tôi nhất định sẽ thành công vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp ngày đêm. Tôi sẽ nâng giá trị của mình lên gấp 100 lần. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ chiến thắng và tôi xứng đáng có được niềm tin của mọi người. Tôi tin bạn. 1, 2, 3. Cúc cu. Tôi Trường Vũ. Mục tiêu của tôi trong năm nay là 10 triệu đô la Mỹ. Tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp đối trở hai, bất chấp... Ui, chạy. Tôi nhất định sẽ thành công vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp tất cả. Khoan. Cắt, máy quay hết pin rồi. Ừ? Tập trung. Vừa nãy tôi chưa kịp nói xong. Sợ vũ trụ với giải ngân hà chưa tin tôi, chưa truyền được năng lượng. Phải đấy, hay là cho lão ấy hô lại. Thôi, mất thời gian, vũ trụ tin rồi đấy. Phải đấy. Tôi tin bạn. Này, ông có cảm nhận thấy vũ trụ truyền năng lượng chưa? Rồi, truyền cực mạnh luôn. Thế nó truyền vào đâu? Truyền thẳng ở răng này. Hôm nay tôi phải làm con chấm đen 20 cân. Đấy, úi dồi ôi, nặng chưa? Ăn mặn lên cho chấm lớn các em. Sắp đến ngày thu hoạch rồi. Này, ra xóm buôn chuyện đi cho đỡ rách việc đi. Đi. Úi dồi, đến ngày rồi, hồi hộp quá. Hôm nay là ngày lấy lãi rồi. Đưa ghế dựa đây. Bà sao là mẹ tôi gì đây? Nghĩa này bổ cái đầu vào mặt. Tôi hức cả đêm qua không ngủ được. Ông Bông làm gì đây? Tôi đang tranh thủ nhận nốt năng lượng từ vũ trụ. Thế đã nhiều năng lượng dữ chưa? Năng lượng thì chưa nhưng áo cổ thì có rồi. Quả này tiền về phát là tôi tài trợ cho ông Vâu làm răng luôn. Ok chưa? Gớm, đây thầm vào. Bảo lắm đấy. Mà cái thằng Huy nó đâu rồi nhỉ? Giờ này vẫn chưa thấy mặt. Ừ nhỉ. Nói mới nhớ, 3 ngày nay chưa thấy cái mặt nó ở xóm. Hay nó ôm tiền của mình trốn rồi. Bà cứ trách việc vũ trụ truyền năng lượng như này, nó truyền thẳng vào mồm ông ấy. À, thằng Huy kia. Buồn nào hơn đêm nay. Khóa cửa. Người thành công luôn có lối đi riêng. Ừ? Tiền về đấy. Tiền
vô nhà tí. Nó sắp làm bố tôi rồi đấy. Ơ, sao ngạt ra thế? Sao có mấy ngày mà tóc bạc hết ra thế kia? Nghĩ nhiều. Vũ trụ nó giận nên không truyền năng lượng nữa hả? Ông phải phắn ra, suốt ngày năng lượng. Thế tiền đâu? Tiền về chưa? Mất hết rồi. Sao lại mất? Mất như nào? Thôi đừng đùa nữa. Vũ trụ đang nhìn cái kìa. Vũ trụ này! Cả gia tài của tôi, tiền tiết kiệm về hưu của tôi. Tiền nông như nào? Sao lại mất? Nói cụ thể tôi nghe xem nào. Tôi cũng giống như mọi người, cũng ham năng lượng từ vũ trụ. Cũng nghe thẳng sếp, nó bảo tôi là người phi thường, người đặc biệt. Chỉ việc đầu tư rồi kêu gọi người vào công ty là có tiền. Giờ nó ôm tiền bỏ trốn rồi. Không thể như thế được, trả lại tiền cho tôi. Tôi cũng mất hết rồi. Xe còn ô tô hôm nọ đâu? Đấy là xe đi thuê. Thằng sếp nó dặn phải làm màu thì mới lôi kéo mọi người vào công ty được. Thế là hết rồi. Xóm rách việc cũng mãi chỉ là xóm rách việc thôi. Đúng là cuộc đời này chả có gì là ngồi mát, ăn mát vàng cả. Vũ trụ kia, năng lượng của mày đây, ông đây trả hết, ông đây cấp thèm, trả lại tiền cho tao. Tiền của mình, nhà hối đại là người đại là tiền của tôi. Xóm Bách Việc xin chào mọi người. Một tiểu phẩm vui vẻ về vấn nạn đa cấp còn tồn tại rất nhiều trong xã hội ngày nay. Hãy luôn tỉnh táo và đề cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ ngon ngọt. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều niềm vui cùng Xóm Bách Việc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cuối cùng cũng trở về cái máng lợn mà tôi. Đâu? Lợn đâu? Lặn phách à? Mồm nhiều ít thôi nha.